Dạ, em đi ra đường em hay cầm tỏi. Bởi vì do em bạn em nói em là tính hay dễ dụ, tính cực khờ á, cho nên đi đâu em cầm tỏi theo. Bữa nay có cầm tỏi lên đây dạ, không? Dạ, cầm dự ví hôm nay có cái gì đựng trong đây đó. À, có gì đi đâu cầm tỏi theo vậy sợ bị dụ. Dạ. Rồi còn có gì nữa? Tỏi là dụ không được em hả? Dạ, tỏi tính ta. Em đi coi bói nhiều người ta nói vậy. Sợ tao bỏ bùa đó. Dạ. Tỏi để giải bùa đúng không? Rồi, mời em. Thôi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi bạn. Dạ, em tên là Mai Nguyễn Tấn Đạt, em 25 tuổi. Hiện em đang làm việc tại quận 9. Em là kỹ thuật viên vận hành máy. Quê Đạt ở đâu? Quê em Long An chị. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, anh Huyền Linh và quý vị khán giả. Em tên là Vương Thị A Lo. Thì em sinh năm 1995, em tuổi heo. Hiện tại là tư vấn y khoa cho một công ty về sức khỏe. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh thì ít mà điểm yếu thì nhiều. Em biết nấu ăn, nói chuyện rất là to. Có thói quen là đi vệ sinh hay cầm điện thoại. Đi xe thì hay ngủ quên. Cho nên là cứ mỗi lần đi xe á là mẹ em cứ muốn liền em xuống không ạ. Bởi vì cứ sợ em té á, cứ gió hiu hiu là em ngủ gục à. Nói chung là nhiều cái tật xấu lắm mà em kể roi ra chắc em mai. Em công nhận cũng thật lòng ghê. Đi toilet cầm điện thoại cũng nói nữa. Dạ, em thích sống ảo á. Sống ảo? Ủa trời ơi. Sống ảo trong toilet luôn hả? Thôi rồi. Vô toilet mà cũng vậy nữa em hả? Dạ, cho vệ sinh cho dễ. Tưởng đâu vô trong trọng mà chụp hình tự sướng nó đăng Facebook chứ. Dạ, lâu lâu cũng rồi, chết rồi. Đăng lên cái là mệt luôn á nha. Rồi còn bạn trai. Điểm mạnh của em là biết ca hát, cũng nấu ăn cũng được. Còn điểm yếu của em là em rất là nhát đám đông, hay rụt rè. Nhiều khi mình hay nóng tính. Nhưng mà được cái em nóng tính xong rồi qua hôm sau em suy nghĩ lại mà thấy cái nóng của mình sai là em quay qua anh xin lỗi cái người mà em nóng tính với người đó. Bây giờ thôi hát bài cho đỡ rung đi. Dạ. Thì em hát một khúc trong bài Ánh Nắng Của Anh. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói, vì em luôn đẹp nhất khi em cười. Bạn nữ có thể hát đáp lại bạn nam chút đi. Dạ, thì em xin hát bài em quên tên mất tiêu rồi. Dạ. Vô, hát luôn em. Và em muốn hát lên cho thỏa nỗi nhớ, trở về đi những khát khao trong lòng, cho siêu đi tình yêu như cháy bông, nỗi nhớ anh nghẹn ngào ngập tràn trong tim em. Dạ hết rồi. Em có thói quen hay có sở thích gì không? Dạ, em đi ra đường em hay cầm tỏi. Bởi vì do em bạn em nói em là tính hay dễ dụ á, tính cực khờ á, cho nên đi đâu em cầm tỏi theo. Bữa nay có cầm tỏi lên đây không? Dạ, cầm dự ví hôm nay có cái gì đựng trong đây đó. À, coi như đi đâu cũng cầm tỏi theo vậy sợ bị dụ. Dạ. Rồi còn có gì tỏi nữa là dụ không được em hả? Dạ, tỏi tính ta. Em đi coi bói nhiều người ta nói vậy. Sợ tao bỏ bùa đó. Dạ. Tỏi để giải bùa đúng không? Dạ. Rồi còn gì thói quen nào nữa không? Dạ, em không ăn bò. Cái gì? Không ăn thịt bò. Dạ, hồi đợt em đi thi đại học mà em rớt á, thầy bói nói á là em do ăn bò cho nên bị rớt. Từ đó em không ăn bò nữa. Trời đất ơi, còn gì nữa không? Dạ còn. Gì nữa? Dạ thì như nãy em kể á, em đi xe á thì em hay ngủ quên á, em tự lái em tự té luôn. À. Trời, cô lạ ta. Ủa em, cái túi em để tỏi rồi cái tiền em bỏ đâu em? Dạ, ngày xưa thì lúc mà mới vào Sài Gòn á, em đi con mình em sợ, hồi giờ em đi xe 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 nữa. Em nhét tiền ở dưới cái giày á, cái xong rồi giờ không cho mang giày em phải nhét vô tóc. Cô này lạ thiệt, tỏi để túi, tiền để tất. Ủa em quê là ở đâu vậy em? Dạ em ở Phú Yên. À, chú quê Hoài Linh đó hả? Dạ đúng không? Hoa vàng trên cỏ xanh đó hả? Dạ, giờ mùa hè không có xanh. Nhưng nữa. Mà đó giờ có bị gạt gì lần nào chưa mà sợ đủ thứ vậy? Dạ chưa, sợ mà gạt không ai gạt hết đâu. Tại bỏ tỏi nhiều quá không ai dám gạt. Nhiều khi bỏ cái trời mưa ướt cái thay cục tỏi khác. Không, anh chỉ em cách này nè em. Bỏ tỏi cũng bị gạt nữa, em về em đâm tỏi nhuyễn ra. Xong để nguyên bịch em trét nguyên người trên đi đâu vậy, không ai dám dụ em chứ. Em sợ đi ra đường á, người ta nói em bị hông nách cho nên em không dám chết tỏi đâu. Rất là thiệt thà. Thiệt có sao là nói vậy? Phú Yên đó mà. Bạn trai bên kia thì sao? Nghe vậy rồi mình thấy như thế nào? Chắc em mua cho xà bông bưởi tắm cho bớt đi mùi tỏi quá chị ơi. Người ta bỏ trong túi đàng hoàng. Còn cái kia là người ta sợ, người ta tưởng vậy thôi chứ đâu có bị hôi đâu. Cái dụng viên.
Mai em về em đâm ớt em tét tùm luôn. Đi tình cho nó hợp cái ổi cái tỏi bên kia luôn. Thôi bây giờ nói chuyện vui thôi ha. Bây giờ nói chút xíu về tình trường bạn đi. Em là em ế kiên trì luôn á. Mà không biết là cái kiên trì nó ế với em hay em là em kiên trì với nó nữa. À, 25 mùa lúa trổ rồi em chưa từng nắm cổ tay ai. Cũng hay. Bên đây sao cưng? Dạ em cũng vậy. Dạ em cũng vậy. Hả? Em làm lại câu thơ cho bên kia đi. 20 mấy mùa. Sinh năm 95 là... Trời ơi đếm nữa hả? Cộng tuổi đẻ luôn là 24. 24 mùa lá đổ. Dạ. Chưa ai cầm cổ tay. Dạ. Hy vọng ngày hôm nay anh cầm cổ tay mình. Dạ thôi cũng được. Được không? Dạ. Bữa nay không có đem tỏi lên đây là anh vô được đúng không? Có tỏi em cũng biết nữa. Trời ơi thiệt chứ. Bây giờ muốn lấy chồng chưa? Dạ nếu hợp thì lấy. Như thế nào mới là hợp? Cao. Cao. Cao đừng có mít 75 trở lên là được. Cao bao nhiêu? Cao vừa vừa không chị? Cao bao nhiêu? Bên đây không 75, 57 được không? Dạ cũng được. Nói chung là cao. Dễ dãi quá vậy. Cao, thẳng. Nhưng mà nếu cao cong thì cong vừa vừa thôi, đừng cong quá. Ế rồi giờ gì cũng chịu hết. Cong cong cũng được, nhưng mà đừng cong quá. Dạ. Tính tình có không thích cái gì người đàn ông không? Thì do em là gái ngành đó cũng không. Gái gì? Dạ em làm ngành y tế cho nên là em cũng không quan trọng cái đó lắm. À. Cho nên là em chỉ thích là kiểu như là không có phụ thuộc vào cha mẹ. Nói chung không có xin tiền ba mẹ. Còn nếu xin là phải trả. Mượn mới trả, dạ, xin trả dạ. Gì nữa. Có nghĩa là thích người đàn ông tự lập. Dạ. Bạn trai sao em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Những cái đó thì chắc tầm hơn 99% chị à. Rồi. Mẫu người của em sao? Em thích người bạn gái như thế nào? Dễ thương chút, tính tình vui vẻ, yêu thương gia đình là được rồi. Dạ. Cái đó em dư. Dư luôn hả? Em chỉ thiếu chiều cao thôi, cái gì em dư. Làm dâu được không? Dạ, được. Không có sao chị, nó đừng có khai ra chi. Dạ. Chào em. Dạ, chào chị. Em cao mét nhiêu? Em cao mét 68. Chuẩn quá ha. Mà bây giờ được thì chừng nào tiến tới hôn nhân? Trong 2 năm đổ lại là tiến tới hôn nhân. Chừng nào đẻ con? Cái đó thì để về em nói với bạn đó sau chứ giờ. Mà có biết làm ăn gì không? Biết chứ chị. Chưa có mối tình nào sao biết là mình biết? Thì thử mới biết, chắc chắn là được. Có hôn thử lần nào chưa? Có, con em hôn nhiều lắm. Hôn ai? Hôn con của bà chị kế bên phòng. Con bà chị nhiêu tuổi? Con bà chị nó 2 tuổi mấy. Vô duyên. Có coi phim tình cảm thấy trai với gái hôn nhau chưa? Có chứ. Trong người mình cảm thấy sao? Thì cũng muốn hôn nhưng mà chưa tìm ai nên ôm qua ôm cái ói nhịn gói xong coi tiếp. Mà mình không được đúng không? Dạ được. Thẳng đúng không? Thẳng. Thích con trai không? Không bỏ đi chị ơi. Ở đây ha. Rồi để dạ. Chị coi đẹp trai lắm nha, cao ráo nha. Bây giờ người phụ nữ thế nào em thích gì em dạ, nói luôn coi. Anh Nguyệt Lão xe duyên cho em người bạn nữ cao tầm mét 52 tới 60 cũng được. Thôi đó thôi ha. Dạ. Nó đùa là cô gái 1m52 của bài đó chứ em thích người con gái khoảng từ 1m6 trở lên. Dạ. Rồi, tóc là dài dễ thương. Ngắn. Tóc dài, đen. Tóc dài, đen, đúng màu, không? Màu đừng có chói quá là được. Sơn tay cũng chừng đủ màu được không? Một màu thôi, đủ màu nhìn lát mắt em nổ đơm đớm. Xăm mình được không? Xăm mình thì em thì được nhưng mà gia đình em nghĩ không được. Dạ. Tại giờ phụ nữ hay xăm lắm. Trời ơi cao. Dễ thương quá. 1m52. Bài đó dễ thương lắm. Em biết bài đó. Em biết nãy em nói lộn đó. Nó lộn đó. 1m52. Không cao như mọi người phải ngước nhìn. Dễ thương lắm. Chào em gái. Dễ thương. Hôm nay thì em gặp chàng trai bên đây thì nói chung cũng trắng trẻo. Vấn đề cao thấp không quan trọng. Quan trọng là cái đầu của mình. Đúng không? Dạ. Em có ghen không? Bởi chàng trai bên đây là cũng hơi đẹp trai nên là cũng dễ có cái cô gái theo lắm á. Em không quan trọng. Con trai đương nhiên phải lăng nhăng rồi. Quan trọng là biết quay về là được. Mà em phát hiện ra là chết với em. Do là em có vỏ. Con trai phải lăng nhăng hả? Dạ em thấy bình thường. Bình thường? Dạ. Có củ tỏi nào không? Đưa coi. Bữa nay không có cái nào ở gánh hết. Dễ thương á. Rất là xinh. Giọng nói lạ lắm nha. Dễ ấn tượng lắm á. Dạ. Rồi em ghét gì nhất cái đàn ông? Từ từ em quên tên bạn kia. Nhưng nãy em rung em nghe được kỹ thuật viên thôi. Đạt 25 tuổi. À dạ đúng tên cha em. Hả? Dạ đúng tên cha của em. Chết mồ không? Gì anh nói em? Em giống tên cha của bạn ấy. Chết luôn á. Về bây giờ nữa gây lộn nữa. Đạt. Hả? Nhiều khi là không dám chửi anh. Chửi là ông già quýnh lại sao? Trời ơi trùng hợp lạ ta. Tên con rể tên ba giống nhau.
Không, dễ thương. Em vui lắm á. Em có cái duyên ngầm nha. Quê của anh vợ anh gần bên em á. Nha Trang hay Bình Định á? Bình Định á. Dạ. Ừ. Xa lắc em chưa đi. Có vỏ đó, đừng chọc được. Nha. Vỏ cổ truyền hả? Dạ sao anh biết. Thì thường Phú Yên Bình Định vỏ nhiều lắm. Em có thể múa một đường cho anh coi không? Dạ thôi, tím tím lại. Hả? Sao bạn bên kia sợ nữa. Kệ nó sao đâu. Trời, con gái có vỏ tốt có gì đâu. Giờ anh lâu rồi em quên, em nhớ được nửa danh ngày xưa á. Ba không có cho, ba nói con gái học y là không nên tập võ. Cho ba là giả sư rồi không muốn con gái cũng đi con đường quánh võ. Cho nên em toàn học lén khi ba dạy học trò thôi. Chủ yếu là đứng tấn với lại đấm. Chúc em múa dài đường cho anh coi, anh nể em nha. Ok, đâu có sao đâu. Rồi, chấm đàn gái, dễ thương, thông minh, hài hước. Được. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nè. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với bạn thân từ nhỏ đến lớn. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào bạn Nam, chào quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Duyên, là bạn sát nhà với A Loan luôn, chơi thân từ nhỏ tới giờ luôn. Em có nhận xét về bạn thân của em á, phải nói là cực kỳ thật thà luôn, rất là vui tính. Bạn Loan á, thì là nấu ăn rất là ngon, biết chăm sóc gia đình, quan tâm tới ba mẹ và rất là hiếu thảo luôn. Về phía Nam này á, thì em thấy bạn Nam này là theo cái nhìn chung tổng thể và theo cái tâm tưởng của Loan á, thì bạn này là rất là hợp với Loan luôn. Nhìn cái phong thái, rồi nhìn cách nói chuyện, nhìn lúc mà bạn bước vào á, thì em thấy bạn có cầm thêm một cái món quà để tặng Loan. Và Loan rất là thích cái này. Dạ em xin hứa ạ. Thôi cảm ơn bạn. Thôi. Dễ thương quá. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với cha mẹ và em gái cùng bà chị của em. Chào cô Linh, chào Cát Tường. Dạ. Chào các khán giả ở trường quay. Cô là mẹ của Đạt. Đạt thì rất là nhát gái. Hôm nay đến trường quay cũng mong cho Đạt tìm được một nửa của mình. Cô gái bên đây cũng đẹp mà hiền, cũng dễ thương, biết nấu ăn đồ. Cô thì cũng muốn kiếm được một con dâu ngoan hiền, lễ phép, biết lo cho chồng con. Mong hai đứa cho nhau cơ hội. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Loan ơi Loan. Dạ. Em cũng đừng yên tâm, đừng lo lắng gì. Bởi vì mẹ của Đạt thì cũng nhỏ con ha, cũng hợp với em lắm á. Thấy mẹ hiền rồi, ba đó. Ba đó hả? Ba Đạt á hả? Sao chú thấy sao chú, con dâu tương lai mình được không? Chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Dạ. Thì thấy cháu gái bên đây nó cũng dễ thương. Cũng do đài truyền hình này Thế Duyên thì tôi cũng cảm ơn. Xin hết. Dạ cho em xin ý kiến của chị của em. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Em thấy bé em dễ thương, cũng thấy hiền lành. Chương trình có thể cho hai đứa là tạo điều kiện. Nếu mà hai đứa nó hợp với nhau thì cùng nhau tiến tới. Em xin hết. Cảm ơn cả nhà. Bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt. Bắt đầu. Có món quà tặng em. Em thì nấu ăn giỏi hà. Dạ nấu gì cũng được, cây thì nấu kiểu cây, nói chung nấu kiểu gì em chơi kiểu nấy. À là dạ. đủ hương sắc hương vị trong dạ. món ăn cái gì? Anh thấy gì đây không? Cái gì? Đều xong bằng tay rồi. Dạ. Ở nhà anh đông anh chị em không? Anh có một đứa em gái nữa đang học lớp 10. Dạ. Chắc cao lắm anh ha. Nó cao, nó ngồi. Dạ. Đừng có nói chuyện cao lùng gì đấy. Dạ. Vô chuyện tình cảm đi. Anh có thân với bạn gái đâu không? Thân á hả? Dạ. Thân thì có. Trước cũng có thích đơn phương một cái bạn gái, nhưng mà chỉ là mức tình bạn ở đó thôi, không có hơn được nữa. Dạ anh cũng trong trắng như em luôn. Trước trong em trắng. Cũng chưa có mối tình nào, nhưng mà cả chơi thân với một bạn trai hồi ở sinh viên á, thì tụi em ăn chung, học chung, làm chung, tắm biển chung, chỉ có không ngủ chung thôi. Giờ mọi đứa cũng nói chung là không chung đường. Nghĩa là giờ bạn đi về quê bạn, còn em về quê em. Cho nên em cũng có rành về con trai lắm, nhưng mà về bệnh lý thì em rành. Rồi coi coi ảnh có bệnh gì không. Dạ em có chỉ tay thì em mới biết. Em có thể thoải mái. Đó em qua đi, em qua đi. Em qua em bắt tay coi ảnh có bị bệnh gì không. Sao anh run dữ. Này chắc nó loạn nhịp rồi không ra quá.
Sao? Dạ ảnh rung quá, chưa gì ta rối loạn thần kinh thực vật rồi á. Rung quá. Giờ em chuyển anh qua thực vật luôn rồi chứ. Nhưng mà rối loạn thần kinh thực vật là sao cô? Rối loạn thần kinh tim, những cái tim đập hồi hộp á. Dạ em thấy anh chắc cũng đúng là từng trải qua một cái cá tình đơn phương thì em có thấy. Ồ, thấy được luôn hả? Dạ. Bây giờ mình nhìn thẳng vào mắt đối phương đi, mình còn 15 giây nữa thôi nha. Mỗi người hãy nói lên cảm xúc thật sự của mình bây giờ như thế nào. Mình thấy trong lòng mình như thế nào mình nói. Em cảm nhận như thế nào em nói trước đi. Dạ, em thấy anh cũng giống người mà em đang tìm. Còn anh thấy em sao? Dạ, em không có cao 1m52 đâu. Chiều cao cũng không quan trọng lắm, mẹ anh cũng không có cao lắm. Chủ yếu là biết hiểu nhau là được. Dạ. Rồi, hết thời gian. Nào. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Rồi. Bây giờ hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nhé. Và sẽ đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Nếu chúng ta rung động thì chúng ta mới bấm. Còn nếu chúng ta chưa rung động thì chúng ta không bấm. 1 2 3 Hết thời gian. Mời em. Anh xin lỗi, em nghĩ là mình chưa có gì với nhau. Mong là em sẽ tìm được người dạ tốt với em. Bạn nghĩ gì mà bạn không bấm? Dạ em chưa có rung động thực sự, nên là nếu mà mình bấm thì mình sẽ có trách nhiệm với lại cái nút bấm đó. Chính xác. Dạ. Dạ thì không quen thì làm bạn. Hãy lạc quan lên, biết đâu sẽ có nhiều chàng trai đang theo dõi chương trình và sẽ bấm nút chọn bạn nhé. Rồi, rất là dễ thương. Một cô gái rất là thông minh, lém lĩnh, hài hước, năng động nữa. Hy vọng rằng mỗi chúng ta sẽ tìm sớm cho mình một nửa yêu thương, một nửa manh ghép cho cuộc đời mình nhé. Dạ. Đây, phần quà dành cho mỗi bạn là phiếu mua hàng thời trang cao cấp từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Và tặng các bạn một bộ sản phẩm chăm sóc da do công ty mỹ phẩm Princess Beauty sản xuất và phân phối. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam. Thật tiếc vì các bạn chưa may mắn nhận được một suất chụp hình cưới trọn gói đến từ hệ thống cửa hàng ngày cưới Allen. Nhưng không sao, hôm nay ta có thêm một người bạn, có thêm một món quà rất là xinh xinh dễ thương ha. Yeah. Rồi, chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một... Trong công việc thì em luôn đặt cái uy tín lên hàng đầu. Trong tình cảm thì em đặt tình cảm trên tất cả, tình cảm rất lớn, rất quan trọng. Anh có bị hói không? À, anh không hói. Anh có hô không chị? À, anh không hô. Anh có hút thuốc không chị? Không rượu, không thuốc. Em yên tâm rồi nhé. Yeah. Mời bạn trai. Rồi, ngồi đi em trai. Xin mời bạn gái. Rồi bây giờ là bạn gái có mặt trên sân khấu rồi, mời em trai giới thiệu về mình đi. Xin chào MC Quyền Linh, MC Hồng Vân. Chào em. Cùng tất cả quý vị khán giả có mặt trong hội trường ngày hôm nay, cũng như toàn bộ khán giả qua màn ảnh nhỏ. Em xin tự giới thiệu, em là Lê Văn Hóa, đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Em 34 tuổi. Hóa làm công việc gì Hóa? Em học trong ngành quản lý môi trường, đã làm trắc địa nhiều năm ở nhiều nơi. Bây giờ thì em đang kinh doanh, cái ngành của đồng tộc em là kinh doanh bất động sản. Em có nhà kinh doanh quán cà phê và một số lĩnh vực khác. À. Trời ơi, nghe người đàn ông này giới thiệu, Duyên cảm nhận đây là một cái người mà rất là lịch thiệp trong cái ăn mặc cũng như là trong cái cách nói chuyện. Và người chắc là không có xả rác á, tại làm môi trường lâu rồi đó. Còn mình thì sao? Dạ. Bạn gái mình giới thiệu cái nè. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và chào bạn em. Và anh bên kia và tất cả mọi người ở đây. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Thị Thúy Vi, em 26 tuổi, hiện nay em đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Em làm nhân viên xuất nhập khẩu và quản lý đơn hàng cho một công ty xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ. À vậy đó hả? Hai bạn này cùng ở Đồng Nai á, Linh thuận lợi ghê luôn á. Vậy là tốt rồi. Em gái, dạ. Ưu điểm khuyết điểm của em thế nào? Dạ, em xin chia sẻ một tí xíu về ưu điểm của mình. Ưu điểm của em là em hoạt bát. Em rất dễ tiếp xúc với mọi người, em rất là độc lập trong cuộc sống. Khuyết điểm của em là em khá là nóng tính và cũng hơi khó tính một chút xíu về cái nguyên tắc làm việc và cuộc sống của mình. Em nóng tính cỡ nào? Ví dụ những lúc mà em bực nhất thì em sẽ làm gì? Bực nhất thì em cũng cáu lên một chút xíu, càm ràm xong rồi bỏ đi. Em có, rất có là nói ngại. Lớn không? Có đập bàn, có nói lớn không? Chưa, em chưa đập bàn nói lớn, nhưng mà em rất là ngại giải thích về cái việc tại sao để làm em bực mình cáu gắt như vậy. Em rất là khó chịu trong việc đó. Rồi bạn trai, ưu điểm khuyết điểm thế nào? Em tự lập từ rất sớm, sống người thật thà,
chân tình. Trong công việc thì em luôn đặt cái chữ tín lên hàng đầu. Trong tình cảm thì em đặt tình cảm trên tất cả. Tình cảm rất lớn, rất quan trọng. Còn những khuyết điểm của mình? Khuyết điểm em thì em nói nhanh, làm việc cũng nhanh. Và em quyết đoán đúng rất nhanh. Cái gì cũng nhanh hả em? À đúng rồi. Có cái nào chậm không? Phải có em. Đôi khi có những thứ cần phải chậm, chậm mới chắc được ha. Đúng rồi. Những cái thứ nào đôi khi nó nhanh quá nó cũng không tốt đâu. Nhưng có những thứ cần phải nhanh. Nói chung là mình phải thay đổi cái không khí nhanh nhanh chậm chậm vậy nha. À, đúng rồi. Rồi, nhưng mà anh thấy em là người cũng nghiêm túc trong công việc, nghiêm túc trong tất cả mọi thứ. Để trong tình yêu, không biết thế nào, em có mấy mối tình rồi? Em có một mối tình. À, mấy năm? Nó diễn ra 9 năm. Ui rồi. Đó, vậy là chậm, nó đâu có nhanh đâu Linh. Đó, nó là cái bi kịch rất lớn. Giờ bây giờ tất cả nó dừng lại rồi. Trái tim mình đã nó cô độc và ngồi lạnh rồi. Nó một thời gian rất là dài rồi. 9 năm một mối tình rất dài. Dạ đúng. Còn một nguyên nhân nào làm cho mối tình đó nó tan vỡ vậy em? Để mình rút ra kinh nghiệm, để mình biết, để mình có thể bổ sung trên công việc thì em quá ham công việc. À, quá ham công việc. Em chưa có chú đáo trong cái tình cảm. Em chưa có làm hết được những điều mà bây giờ em nghĩ ra thì nó quá muộn rồi. Đó. Ok. Phụ nữ mà yêu một người mà người ta cứ suốt ngày công việc, người ta không có chăm sóc, người ta tập trung công việc hết thì đúng là đó cũng là một cái lỗi của người đàn ông đúng không? À, đúng rồi. May mà em nhận ra điều đó. À. Để chi để mối tình sắp tới đây em sẽ khắc phục nó, chăm sóc hơn, chu đáo hơn, dành thời gian cho người yêu hơn. Đúng rồi. Rồi, rõ rồi. Mời bạn gái. Còn mình thì sao? Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em cũng trải qua 2-3 mối tình gì đó. Mối tình gần đây nhất là kéo dài 3 năm và chia tay cũng được 3 năm rồi. Cái việc mà tụi em chia tay là khác xa nhau về suy nghĩ về tương lai. Tụi em cũng đã định hướng là sẽ quen nhau đến thời điểm nào là có thể kết hôn. Nhưng mà bạn đó vẫn không sắp xếp được việc đó mà cứ lận lựa hoài nên là em quyết định dừng lại. Nãy giờ thấy hai mối tình này đều đổ vỡ do thiếu sự chăm sóc và quan tâm thôi. À, và hôm nay chúng ta có gặp nhau, nếu bấm nút với nhau, chúng ta phải bổ sung điều đó nhiều hơn nữa, chăm sóc và quan tâm với nhau. Chào em. Em chào chị ạ. Có căng thẳng không vậy? Dạ, cũng hơi căng thẳng một xíu nhưng mà tự tin vẫn nhiều hơn. Bây giờ cái người bạn gái mới của em á, thì em nghĩ là cái mẫu hình của bạn sẽ phải như thế nào nó mới phù hợp? Em cần một cái người, nếu mà ngoại hình em chỉ cần thể hiện sự phúc hậu, em cần sự chung thủy. Còn tình yêu thì em sẽ vun đắp, em cần sự chung thủy là quan trọng nhất. Em nói cho bà mối Hồng Vân biết rằng là dạ, em không thích điều gì ở phụ nữ. Em không thích người phụ nữ phản bội. Không ai thích hết. Thậm chí phụ nữ cũng thế, không thích người đàn ông phản bội. Dạ em chào. Chào em gái xinh dạ, đẹp. Em chào anh. Em không thích điều gì ở đàn ông. Dạ, nhờ chị Hồng Vân xem giùm em bên đó anh có bị hói không? À anh không hói. Dạ. Em yên tâm rồi nhé. Dạ, anh có hôn không chị? Hơi hơi. À anh không hô, em yên tâm rồi nhé. Dạ. Anh có hút thuốc không chị? Anh ơi có hút thuốc không anh? Dạ em không hút thuốc, không uống rượu. Không rượu không thuốc. Em dạ. Yên tâm rồi nhé. Dạ. Anh có biết làm việc nhà của em có em không? Em thì đa năng. Em trải qua nhiều công việc nên những cái việc mà gia đình thì em đều làm được hết. Được hết. Dạ vậy là được. Được. Thôi ok rồi. Ok rồi. Được rồi. Này đi với ai? Dạ em đi với mẹ và bạn thân của em. Chào mẹ. À, chào cô. Chào anh Huyền Linh. Chào chị Hồng Vân. Đó dạ. Chào quý vị khán giả. Chào bên nhà trai. Tôi là mẹ của Vi. Vi thì cá tính là Vi đã nói ra rồi. Mẹ thấy bên chàng trai anh trai này cũng được thì còn lại quyết định thì nơi con cho cơ hội cho anh trai. Dạ. Cảm ơn mẹ. Rồi. Cảm ơn cô. Em đi với ai? Thì hôm nay là con đi với hai cô là em ruột của ba con. À rồi. Và ba người em trai. Hay quá. Hai người anh trai với ba người bạn. Mời dạ, đại diện đàn trai. Trời ơi, lực lượng của bên đàn trai hùng hậu quá. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào các bạn đang coi trên truyền hình. À, chào mọi người gái. Dạ em là cô ruột của cháu Hóa. Thì Hóa ơi, cô thấy bạn gái này rất là xinh xắn, phúc hậu, hợp với con á. Đúng như ước nguyện của con rồi. Và cô thấy rất là hợp làm dâu nhà mình. Dạ. À. Em xin hết ạ. Cô hay quá cô ơi. Cảm ơn. Cô dễ thương quá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở rào. Mở rào. Coi có hỏi không nha. Bắt đầu đi Hóa. Đây là món quà của anh. 99 bông hồng. Trời ơi. Tượng trưng cho cái sự phấn khởi. 99 bó hồng. Bên tặng cho em. Dạ, em xin nhận ạ. Đây là một món quà của gia đình, người cô của anh chuẩn bị nhiều ngày tặng cho em. Dạ, em cảm ơn anh, con cảm ơn cô ạ. Mở thử cái món quà đó, đưa chị cất hoa cho. Mở thử món quà đó đi. Em xin phép mở quà của cô ạ. Dạ, đây là một cái ví. Đây là một cái bóp. Thì ý nghĩa của nó là sau này em với người là người thủ quỹ. Nếu mà có cơ hội, em là người thủ quỹ của gia đình. Dạ. Trời ơi, ngon là cái người mà
vun vén tất cả trong sống. Còn dây thắt lịch này thì tự như là nó suy sụp dây thắt, nếu mà nó tình yêu lớn mạnh thì có thể giữ được em. Em có mà cái dây lịch đó là của đàn ông hay là sao? Của bạn, bạn đưa cho bạn. Có một cái gì mà muốn giữ em sau này cũng khó khăn nhất. Trời ơi cô thâm thúy quá à. Dây nịch này để giữ em đó. Chưa có gì cô còn tặng vậy đó. Hay là mình cứ bên trong hết yêu nhau đi anh. Hay cho anh xem anh muốn gì. Em rung quá. Cảm ơn em. Dạ, hôm nay em đến chương trình em cũng nên tặng anh một cây xương rồng nhỏ. Tuy nhìn nó gai góc vậy thôi nhưng mà sức sống nó rất mạnh liệt. Em hy vọng nếu mà chúng mình có thành đôi thì tình yêu của chúng mình cũng mạnh liệt như vậy. Rồi, cảm ơn em rất nhiều và đi hiếp đây này. Hát luôn quá, hát luôn. Em hát nhạc buồn, em thích nhạc bero nên hát vũ đạo nào cái đó, okay. Tao mới hát rồi đó, mình hát luôn. Anh có đòi hỏi đi đâu, đã biết rằng anh bằng tay chân đi vào đời. Đã hết. Em xin phép đeo kính. Em nghĩ em gặp anh thì em thấy cảm thấy anh như thế nào? Dạ, thì ấn tượng ban đầu của em về anh thì anh là một người rất là chững chạc, trưởng thành, biết là suy nghĩ cho gia đình, biết quan tâm mọi người nữa. Ấn tượng rất là tốt. Còn anh thấy em thì sao? Cái điều anh cần nhất, anh đã nhìn thấy trong em. Dạ, anh cần nhất là điều gì vậy anh? Anh chỉ cần cái sự, anh cảm nhận được cái sự phúc hậu. Dạ. Anh cần về phụ nữ, một gia đình, dạ, một người vợ và những tiếng trẻ thơ trong gia đình. Đó là ước nguyện của anh, của ba mẹ và mọi người thân trong gia đình anh. Dạ. Thì điều đó anh nhìn thấy một sự phúc hậu là đủ quá đủ rồi. Dạ, em cũng hơi dữ nên là hay ăn hiếp bạn nam lắm á. Điều đó thì rất là tốt, không có sao. Vì nhà anh thì ba mẹ anh cũng có tuổi rồi. Dạ. Mà anh cần một người phụ nữ bên cạnh, nó điểm tựa cho anh để làm những công việc lớn hơn trong ngoài xã hội. Dạ. Thì thứ là không sao, rất tốt. Dạ. Không có quan trọng điều đó. Giờ ăn hiếp được nữa, về ăn hiếp hoài là mệt lắm. Rồi hẹn hò sao đó? Đúng rồi, em thì ở Định Quán Đồng Nai. Anh thì ở đâu Đồng Nai vậy anh? Anh ở Long Thành Đồng Nai. Xuống em cũng không có gần lắm. Anh có ngại xa không? Anh không ngại xa, không ngại khó. Anh được. Có thể thời gian anh rất là ok. Dạ. Mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng. Dạ, thì là anh không ngại xa, anh cần lý do thì em cũng hy vọng em sẽ là cái lý do cho anh. Rồi. Vậy sau này nếu mà mình kết hôn với nhau á thì mình sẽ ở đâu và có phải ở chung với gia đình không? Về việc làm dâu thì em không ngại, nhưng mà em không có được giỏi trong việc nội trợ gia đình, bởi vì phụ nữ hiện đại bây giờ đi làm suốt à, với em lại sống với mẹ nữa nên thường mẹ làm cho em rất là nhiều, em ít phải làm việc nhà lắm. Cái điều đó không quan trọng, anh có nhà riêng rồi, có đất riêng. Dạ. Và cũng có một số cơ sở riêng. Nhưng mà anh muốn là cũng có thời gian để anh cũng qua lại. Rồi em cũng có thời gian là phải ở mẹ, vì sau này mình cũng là người mẹ theo người mẹ, cũng để thấu hiểu được cái phần nào. Thì ở chung với ở riêng không quan trọng. Dạ, như em nghe anh nói thì là ba mẹ anh cũng lớn tuổi. Rồi. Nên là em cũng mong muốn là mình được ở chung để có thể tiện chăm sóc ba mẹ của anh là tốt hơn chứ. Rồi, ok em. Dạ. Nghe câu này á, rất là hạnh phúc. Bà coi như hạnh phúc luôn. Rất là hạnh phúc khi được em nói những cái lời này. Tại cái mặt nó phúc hậu mà. Có người phúc hậu là người ta nói là xuất phát từ tấm lòng, từ trái tim hết. Nếu như mà chúng ta hợp lý thì khoảng bao lâu mình sẽ đến hôn nhân? Thì qua cảm nhận đầu tiên thì em muốn là càng sớm càng tốt. Càng sớm càng tốt. Còn em gái? Em thì cũng không có vội lắm. Nếu muốn tìm hiểu cho mình hiểu được nhau nhiều hơn. Nhưng mà nếu mà đã hợp nhau rồi á thì khoảng thời gian nào đến hợp lý là đều được hết. Càng sớm càng tốt. Dạ. 26 rồi đúng không? Dạ. Hãy để tay vào nút bấm và đưa ra quyết định. Nếu như các bạn cảm giác đây là một nửa mảnh ghép của mình, trái tim mình rung động, mình đừng ngờ ngại, bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không thì không cần bấm. Sau 3 tiếng đếm. 1, 2, 3. Hết thời gian. Tôi nghe cạch cạch hai cái rồi đó. Chúc mừng. Nắm tay nhau đi. Bây giờ có mẹ bạn gái đây xin phép tụi con bắt đầu hẹn hò với nhau và con hứa gì đó. Con chào mẹ, con chào tất cả gia đình. Nếu có cơ hội mà tình yêu phát triển, con hứa sẽ là chăm sóc cho em cả cuộc đời. Con sẽ không buông tay, từ lúc con thay đổi như thế nào, mẹ yên tâm, mọi người yên tâm. Hay lắm. Bạn gái, nói với cô với chị đi. Câu gì đi. Chào các cô, chào các anh. Dạ, thì hôm nay qua chương trình này cũng là một cái duyên để con gặp được anh. Thì hy vọng là sau này mình sẽ có duyên nhiều hơn để có thể được làm dâu hay làm vợ của anh ở nhà. Nghe sao nó ngọt quá nha. Thật sự nghe nó mát ruột, mát gan vậy đó.
Bây giờ thôi bạn xin phép mẹ cho hôn nụ hôn đầu tiên đi nào. Con xin phép mẹ, xin phép mọi người con được hôn lên bạn bạn gái à bạn. Anh còn nhớ tên em không? Vi. Dạ. Dễ thương, bản lĩnh lắm trai. Được, chúc hai em hạnh phúc. Dạ em cảm ơn chị. Cảm ơn chương trình, cảm ơn mọi người. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Vina Cacao gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitadairy do Vina Cacao sản xuất. Vitadairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vitadairy. Vitadairy tài trợ cho đứa con đầu lòng của hai bạn một năm miễn phí cacao uống liền Vitadairy trị giá 32 triệu đồng. Rồi, cảm ơn chị. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn chị Linh. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn tất cả mọi người. Con chào mẹ. Cảm ơn.